Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 13 tháng 12 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sau 12 ngày đàm phán, 195 quốc gia tham gia COP21 đã thông qua thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Hội thảo quốc tế về giáo dục Nhật Bản và ASEAN bàn luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tiếp tục trao trả phía Hoa Kỳ thêm 4 bộ hài cốt quân nhân nước này mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm hôm qua, 195 quốc gia tham gia COP21 đã thông qua thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Thỏa thuận Paris được Ngoại trưởng Pháp đánh giá là đúng đắn, bền vững, năng động, cân bằng và có ràng buộc pháp lý. Còn Tổng thống Pháp thì cho rằng đây là thời điểm lịch sử đối với nhân loại. Phóng sự do nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam thực hiện tại Paris, Pháp. Lần đầu tiên, toàn thế giới cùng cam kết cứu trái đất. Kết quả của hơn 20 năm thương lượng kết thúc bằng 12 ngày đàm phán tại Paris. Tôi xin mời hội nghị thông qua dự thảo có tên Thỏa thuận Paris. Tôi nhìn quanh phòng, tôi thấy phản hồi là tích cực. Tôi không thấy ai phản đối. Thỏa thuận Paris về khí hậu được thông qua. 195 quốc gia cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất ở mức dưới 2 độ C và cố gắng giới hạn ở mức 1,5 độ C. Thỏa thuận Paris đề ra cơ chế mỗi nước tự nguyện rà soát cam kết sau mỗi 5 năm và điều chỉnh mục tiêu theo hướng cao dần. Thỏa thuận Paris nêu rõ 100 tỷ đô la một năm mà các nước phía Bắc hỗ trợ cho các nước phía Nam là mức khởi điểm vào năm 2020. Văn bản cũng công nhận khái niệm công lý khí hậu, có nghĩa là các nước giàu phải đóng góp tài chính nhiều hơn và giảm thải nhiều hơn các nước nghèo. Về cơ bản, trong cái thỏa thuận này thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là đảm bảo được cái tính toàn diện của hiệp định. Các quốc gia sẽ có một năm để xem xét phê chuẩn thỏa thuận Paris, bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Khi có ít nhất 55 nước phê chuẩn thì bản thỏa thuận Paris này sẽ có hiệu lực và sẽ được chính thức áp dụng từ năm 2020. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ hội nghị thượng đỉnh khí hậu Paris. Thỏa thuận Paris sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam vì theo như dự báo thì Việt Nam sẽ là một trong 5 quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong đó thì nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C khiến băng tan làm cho nước biển dâng thêm 1 mét thì vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị ngập tới 39% diện tích. Còn đồng bằng sông Hồng và thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ bị ngập tới 20%. Vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các nước cần hướng tới một thỏa thuận bảo đảm sự đóng góp công bằng giữa các quốc gia và có sự cân bằng trong các nội dung về giảm nhẹ, thích ứng, tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ. Thủ tướng cũng khẳng định cam kết Việt Nam sẽ cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính từ sau năm 2020, và có thể giảm đến 25% vào năm 2030 nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ xem xét định kỳ, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của mình, đồng thời sẽ đóng góp 1 triệu đô la Mỹ vào quỹ khí hậu giai đoạn 2016-2020. Về biến đổi khí hậu và nghị định thư Kyoto. Cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là một trong những cảng cá lớn nhất ở khu vực miền Trung, với lượng tàu cá ra vào cảng lên đến hơn 10.000 lượt một năm. Đây là nơi để cho tàu thuyền ra vào buôn bán cá, nhưng cũng là điểm tránh trú bão cho tàu thuyền của ngư dân tại nhiều tỉnh trong khu vực. Tuy nhiên, thì cảng cá này đang bị cát bồi lấp nghiêm trọng, khiến cho nhiều tàu thuyền công suất lớn thường xuyên bị mắc cạn hoặc bị vỡ do va phải đá ngầm. Những ngư dân sống gần cảng cá Tam Quan chẳng thể nhớ hết đã có bao nhiêu tàu cá bị nạn ngay tại cửa biển này. Mỗi khi tàu cá gặp nạn thì đều xảy ra thiệt hại. Chiếc tàu cá này khi đang trên đường ra khơi thì bị mắc cạn và bị sóng đánh va vào đá ngầm và vỡ nát. Nhằm hạn chế rủi ro, ngư dân phải thuê một chiếc tàu nhỏ để lai dắt dẫn đường các tàu cá công suất lớn ra vào cửa biển. Tiền thuê mỗi lần như vậy từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Chi phí cho chuyến biển cũng vì thế bị đội lên thêm. Tàu thuyền ra thì rất khó khăn, bằng phải là dùng một chiếc ghi nhỏ mà phải CV cao, phải cùng sức mạnh để dắt ra, chứ còn đi một mình là không dám ra. Mà vừa rồi á, là tôi được biết á, một cái ghe nhỏ đã dắt ra thì đã bị chìm luôn.
có đợt là một tháng nó có thể chìm 2 chiếc, 3 chiếc hoặc là 1 chiếc, mà tháng nào nó cũng có như vậy. Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có đội tàu đánh bắt xa bờ công suất 90 cv trở lên, hơn 1.800 chiếc. Tuy nhiên, do cửa biển ra vào cảng cá Tam Quan liên tục bị bồi lấp, nên sau mỗi chuyến biển, chỉ khoảng 30% số tàu cập cảng cá này. Phần lớn đều cập bến các tỉnh khác để tiêu thụ sản phẩm. Điều này kéo theo các dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá Tam Quan cũng chịu ảnh hưởng. Thứ nhất là nó ảnh hưởng là tàu là không cập vào được. Trong mùa trú bão nên là rất là gặp khó khăn khi mà là có cái mùa mưa bão. Còn đối với bình thường mà tàu vào không được thì cái chi phí, cái hậu cần nghề cá là lấy cái nơi khác là cũng khó khăn cho những người buôn bán ở đây. Rồi nghĩa là cái lượng cá mà để vào để cập cảng này thì cũng không có thể nhập được mà thông qua các cảng khác. Đang vào vụ đánh bắt, nhưng những tàu cá công suất lớn này vẫn nằm bờ. Cửa biển bị bồi lấp, chủ tàu không thể mạo hiểm với khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Mà một khi tàu cá nằm bờ, lao động trên những chiếc tàu này cũng không có việc làm. Và kéo theo đó là đời sống của hàng trăm gia đình ngư dân khó khăn theo. Trung Quốc đã chính thức gỡ bỏ lệnh tạm dừng nhập khẩu tôm sú giống từ Việt Nam. Thông tin này vừa được Vụ Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Công Thương công bố. Cụ thể thì 4 doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục xuất khẩu tôm sú giống sang Trung Quốc theo phương thức thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp hộ nuôi trồng có thể sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh xuất khẩu dịp cuối năm. Tuy nhiên thì Bộ Công Thương cũng khuyến cáo để đảm bảo chất lượng tôm xuất khẩu, các doanh nghiệp hộ nuôi trồng cần tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và vấn đề dịch bệnh trên tôm. Ngày 12 tháng 12, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo công bố triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật, một trong 7 thành viên của đơn vị này. Đại học Việt Nhật là trường đại học do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản hợp tác phát triển. Với mô hình một trường đại học nghiên cứu, các ứng dụng đều có sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Từ tháng 2 năm sau, Trường Đại học Việt Nhật sẽ bắt đầu tuyển sinh 6 chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên, bao gồm thạc sĩ công nghệ nano, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật hạ tầng, khu vực học, chính sách công và quản trị kinh doanh. Đây đều là những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ mũi nhọn và hiện đại của Nhật Bản, được chính phủ hai nước lựa chọn kỹ lưỡng để triển khai đào tạo. Chương trình được chuyển giao từ các trường đại học danh tiếng của Nhật Bản như Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Waseda, Yokohama do các giáo sư tiến sĩ của Việt Nam và Nhật Bản giảng dạy. Học viên được hỗ trợ phần lớn học phí, những học viên ưu tú được nhận học bổng toàn phần. Dự kiến đến năm 2018, trường bắt đầu đào tạo bậc đại học và tiến sĩ. Mục tiêu đến năm 2025 được xếp trong nhóm 50 trường đại học hàng đầu châu Á. Những năm gần đây, hợp tác giáo dục giữa Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang ngày càng trở nên mật thiết và đã đưa lại nhiều thành quả. Để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác đó, một hội thảo quốc tế về giáo dục Nhật Bản và ASEAN đã được Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội. Ngoài các đại biểu đến từ Việt Nam, thì hội thảo đã thu hút được sự tham gia của các đại biểu đến từ 9 quốc gia ASEAN và Nhật Bản. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày về hệ thống giáo dục của các nước ASEAN và Nhật Bản, trao đổi về thực trạng và kinh nghiệm hợp tác trong giáo dục, cũng như đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bên. Một vấn đề cũng thu hút sự quan tâm của các đại biểu là việc giảng dạy ngoại ngữ, một phương tiện không thể thiếu trong quá trình học tập của sinh viên, có phần tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa các quốc gia. Nếu các trường đại học của Việt Nam và Nhật Bản hợp tác đào tạo nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp của Việt Nam hay về vấn đề nhân lực của Nhật Bản, để từ đó tìm ra cách giải quyết, thì tôi cho rằng đó sẽ là phương hướng hợp tác hiệu quả. Việt Nam và Singapore hợp tác rất nhiều trong giáo dục. Bản thân Singapore cũng có nhiều chương trình học bổng cho các sinh viên ASEAN. Tôi thấy sinh viên Việt Nam rất linh hoạt và chăm chỉ. Nhưng nếu các em nâng cao khả năng ngôn ngữ và giao tiếp, thì việc học sẽ dễ dàng hơn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hợp tác trong giáo dục đào tạo giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á sẽ ngày càng được đẩy mạnh, từ chương trình học bổng, trao đổi sinh viên cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu. Việc đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục sẽ góp phần thu hút học sinh quốc tế đến với các nước này. Tuy nhiên, trong quá trình này, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh tới từ các quốc gia có nền giáo dục phát triển hơn trong khu vực, ví dụ như Singapore. Các trường học cũng phải tự vận động, đặc biệt là cái khối trường tư chẳng hạn, thế thì cần vận động để có học sinh, sinh viên. Và như vậy thì khi mà cái sự giao thương, rồi là cái sự hợp tác nó thoải mái hơn giữa các nước Đông Nam Á với nhau, thì chắc chắn là cái việc cạnh tranh để lấy học sinh giỏi, sinh viên giỏi
hoặc là cạnh tranh đơn thuần là lấy số lượng học sinh, sinh viên cũng là sẽ là khốc liệt với các nước Đông Nam Á nếu như mà chúng ta không có những thay đổi kịp thời. Tính đến năm 2014, số lưu học sinh Đông Nam Á tại Nhật Bản là hơn 38.000 người, chiếm khoảng 20% tổng số lưu học sinh quốc tế tại quốc gia này. Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện kế hoạch thu hút 300.000 sinh viên quốc tế từ nay cho đến năm 2020. Trong khi đó, tại Đông Nam Á cũng đã hình thành hệ thống đại học ASEAN với 30 trường đại học lớn của 10 quốc gia trong khu vực. Một hệ thống được đánh giá là đang thực hiện tốt công tác thu hút học sinh quốc tế. Các lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhưng nếu trở về nước trước ngày 31 tháng 12 năm nay thì sẽ được miễn mức xử phạt lên đến 100 triệu đồng. Đây là một nội dung trong nghị quyết 62 của chính phủ nhằm kêu gọi hơn 15.000 lao động đã hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc sớm quay trở về nước. Mặc dù nhiều lao động đã hồi hương nhưng tỷ lệ cư trú bất hợp pháp vẫn còn ở mức cao. Vì vậy, cơ quan chức năng của cả phía Việt Nam và Hàn Quốc đều khẳng định từ đầu năm sau sẽ tiến hành đồng loạt các giải pháp cứng rắn nhằm kéo giảm tình trạng lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đây là hình ảnh về một cuộc truy quét lao động trái phép của lực lượng cảnh sát tư pháp Hàn Quốc được đăng tải trên kênh truyền hình Hàn Quốc KBS. Mỗi lần ra quân, lực lượng chức năng đều bắt giữ được rất đông lao động cư trú bất hợp pháp và không ít trong số đó là người Việt Nam. Ngay lập tức, những lao động này sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không có cơ hội quay trở lại đây làm việc. Sau gần 3 năm lao động trái phép ở Hàn Quốc, ngay khi biết nghị quyết 62 của chính phủ có hiệu lực, anh Trung đã trở thành một trong những người đầu tiên ở xã Vĩnh Lại quay trở về nước. Khi tôi tự nguyện về nước thì bên đó họ cũng không hành xác, tức là không gây khó dễ gì nhiều cho mình. Và khi về đến Việt Nam, ở sân bay Việt Nam thì Cục Hải quan cũng thế, tức là cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể nhập cảnh. Tuy nhiên không phải ai cũng giống như anh Trung. Ông Dương Hồng Tiến có con trai là anh Dương Phi Hùng sang Hàn Quốc lao động được hơn 6 năm. Trong đó gần 2 năm nay anh đã hết hạn hợp đồng nhưng vẫn ở lại nước bạn. Cháu có gọi điện về thì tôi có bảo là thôi bây giờ về nhà để con xây dựng gia đình. Thì cháu có nói là bây giờ con về thì biết làm cái gì. Cháu bảo thôi, có về con không đi được nữa và tuổi của cháu cao. Cho nên là con bảo thôi thì con ra ngoài, tuy rằng biết là bất hợp pháp nhưng cũng không có con đường nào khác cả. Để giải quyết những băn khoăn lo lắng về công ăn việc làm sau khi về nước, ngay từ cuối năm 2012, Bộ Lao động đã cùng các địa phương kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành riêng cho lao động từ Hàn Quốc trở về. Đến nay đã có hàng trăm người có việc làm thông qua phiên giao dịch này. Còn riêng đối với những trường hợp cố tình ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết sẽ có biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm tình trạng này. Chúng tôi cũng đang phối hợp các bộ ngành liên quan để rà soát lại các cái quy trình về xử phạt cũng như triển khai các cái quyết định xử phạt. Người lao động trong thời gian trước đã bỏ ra làm việc bất hợp pháp về nước thì góp phần giảm cái tỷ lệ lao động bất hợp pháp ở tại Hàn Quốc xuống, thì hai bên sẽ tiến tới một cái đàm phán ký một cái thỏa thuận bình thường thì tạo ra cơ hội cho nhiều người lao động và trong đó bản thân các người lao động đã làm việc tại Hàn Quốc về nước thì có cơ hội quay lại. Hôm nay anh Trung đến Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lại để đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm dành riêng cho lao động từ Hàn Quốc trở về. Anh tin rằng với vốn tiếng Hàn và tay nghề của mình, anh sẽ có một công việc ổn định để nuôi vợ con và biết đâu anh sẽ lại có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, những người lao động bất hợp pháp tự nguyện trở về nước cần mang theo hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn hiệu lực và vé máy bay tới Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc vào ngày muốn xuất cảnh để đăng ký làm thủ tục tự nguyện về nước. Người lao động có thể liên hệ với Văn phòng Quản lý Lao động EPS hoặc Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo số điện thoại 02-364-1043, số máy lẻ 45 để được hướng dẫn chi tiết thủ tục khai báo. Còn theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang rà soát để đề xuất với Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 15 địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao tại Hàn Quốc. Và chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Tiếp tục trao trả cho phía Hoa Kỳ 4 bộ hài cốt quân nhân nước này bị mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Những nét mới của hội chợ làng nghề 2015 vừa được khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam được phía Việt Nam khởi động từ năm 1973, ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Vào năm 1988, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc bàn về vấn đề này.
và cho đến nay, hoạt động nhân đạo này đã vẫn được tiến hành hiệu quả hàng năm. Vào chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam đã diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Tham dự buổi lễ, đại diện các cơ quan hữu quan từ cả hai phía Việt Nam-Hoa Kỳ đã có mặt từ rất sớm. Đặc biệt, sự có mặt của một số cựu binh Hoa Kỳ, những người đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam đã làm lễ hồi hương này thêm phần trang trọng và ý nghĩa. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã sống sót. Buổi lễ hôm nay làm tôi cảm thấy xúc động vì tôi biết rằng nhiều bạn bè tôi đã không thể trở về. Đúng vậy, buổi lễ này còn làm tôi cảm thấy biết ơn những người Việt Nam đã dành thời gian, công sức tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ và đối xử với họ một cách trân trọng. Trong lần trao trả này, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ 4 bộ hài cốt do người dân giao nộp và các đội hỗn hợp khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 121 từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015. Số hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Hà Nội. Kết luận có thể liên quan đến các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Hoa Kỳ để xác minh thêm. Điều quan trọng đối với các gia đình là có được niềm hạnh phúc khi thấy những người thân của mình trở về. Tôi nghĩ rằng đây là một buổi lễ có sức tác động mạnh mẽ và nó cũng tượng trưng cho sự hợp tác chặt chẽ suốt 30 năm giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ để vượt qua quá khứ chiến tranh. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 137 từ phía Việt Nam kể từ năm 1973. Đến nay, Việt Nam đã trao trả cho Hoa Kỳ gần 950 bộ hài cốt, trong đó hơn 700 trường hợp đã được xác định chính thức là quân nhân Hoa Kỳ trong diện tìm kiếm. Về phía Hoa Kỳ, đặc biệt là các cựu chiến binh, cũng đã cung cấp hơn 300 bộ hồ sơ, góp phần bổ sung thông tin để quy tập được hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Nếu như từ trước khi bình thường hóa quan hệ thì sự hợp tác của chúng ta trong giải quyết vấn đề tìm kiếm người mất tích đã trở thành một cái nhân tố hết sức quan trọng trong cái quyết định của phía chính phủ Hoa Kỳ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với ta. Và ngày nay trong cái mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa hai nước thì nhất định là vấn đề MIA này nó chỉ có phục vụ tích cực cho cái sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa hai bên. Vậy là sau hơn 40 năm chờ đợi, những quân nhân này đã được trở về với gia đình, với quê hương, với tinh thần nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Chương trình tìm kiếm trao trả hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam đã thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và nhân dân hai nước, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và thắt chặt hơn mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Hội chợ làng nghề Việt Nam vừa được khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào tối ngày 12 tháng 12. Tại đây thì tất cả những sản phẩm nông sản đặc sản thơm ngon nhất, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ đảm bảo chất lượng nhất sẽ có cơ hội trực tiếp đến với tay người tiêu dùng của thủ đô. Quay sợi ạ, của người dân tộc Mông ạ. Họ làm bằng tay quả dội. Rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ. Chưa bao giờ khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ lại đông vui đến thế. Bởi du khách đã có dịp tận mắt chứng kiến những công đoạn để làm ra những sản phẩm thủ công. Từ cách làm ra cái chổi chít cho đến những bộ váy rất cầu kỳ của người Mông ở Hà Giang. Đây là công đoạn vẽ sáp ong lên vải, một cách làm rất truyền thống của người dân tộc Mông. Để hoàn thiện được một mảnh vải khoảng 10 mét thì người dân tộc Mông sẽ phải mất khoảng 7 ngày để vẽ sáp ong như thế này. Và đây là một sáng kiến của hội chợ năm nay khi người tiêu dùng được tận mắt chứng kiến những công đoạn để sản xuất ra những sản phẩm mỹ nghệ rất là tinh xảo. Từ đó thì họ thêm hiểu và yêu hơn những sản phẩm mà mình lựa chọn tại hội chợ năm nay. Khu nông sản đặc sản sôi động cũng không kém với những nông sản thơm ngon từ cả ba miền như cam cao phong, bưởi da xanh hay thanh long ruột tím. Nhưng thú vị nhất vẫn là khu để du khách có thể nếm thử hương vị của cà phê Tây Nguyên ngay giữa cái lạnh của Hà Nội. Những mặt hàng nông sản đặc sản có mặt tại hội chợ lần này đều được đảm bảo chất lượng bởi những doanh nghiệp uy tín, bởi đây sẽ là cơ hội để người tiêu dùng biết đến những thương hiệu an toàn. Chị Vân Anh lặn lội từ Nghệ An lên đây, đem theo những trái cam ngon nhất trong vườn, được trồng theo hướng Việt Gáp. Ăn một quả cam Vinh trồng ở Văn Giang, Hưng Yên, người ta bảo là ngọt,
nhưng không bảo là ngon. Riêng cái cam vinh người ta ăn người ta khen là rất ngon. Ngon ở chỗ là người ta không chỉ nó ngọt không, nó còn mỏng nước. Trung tâm xúc tiến thương mại sẽ tổ chức một cái hội chợ chuyên về sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tổ chức thường niên để có thể là đây sẽ là một cái địa chỉ cho người tiêu dùng tìm hiểu cái sản phẩm mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và những ngày tới, hội chợ còn tổ chức lễ hội nếm thử, biểu diễn hát ca trù, quan họ Bắc Ninh, biểu diễn múa sạp và cồng chiêng của dân tộc Dao. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 12. Hy vọng với cách làm để người bán và khách hàng được giao lưu trực tiếp với nhau bằng nhiều hình thức sinh động, thì những hội chợ làng nghề không chỉ là nơi du khách đến chỉ để xem hàng, mà còn là cơ hội để tìm hiểu và thưởng thức những nét văn hóa vùng miền. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015 sẽ được tổ chức vào thời điểm cuối năm nay. Sau 5 lần diễn ra thành công, Festival Hoa đã trở thành thương hiệu của thành phố Đà Lạt và là sự kiện được nhiều người mong đợi. Góp phần vào thành công này, phải nói đến hiệu quả của hoạt động huy động toàn xã hội cùng tham gia tổ chức sự kiện này. Công trình cổng chào và điện trang trí dọc tuyến đường từ cửa ngõ vào trung tâm thành phố Đà Lạt đã được một công ty chuyên xây dựng đăng ký đảm nhận. Nguồn kinh phí đầu tư cho hạng mục này hơn 1 tỷ đồng, công ty tự chi trả. Điều này cũng đồng nghĩa ban tổ chức đã không phải tốn ngân sách cho công trình này. Thì cái này cũng không phải là gì lớn hết, nó xuất phát từ cái tình yêu thương Đà Lạt và cũng là trả cái nghĩa, cái tình đối với Đà Lạt thôi. Có thế mạnh về các sản phẩm hoa, công ty cổ phần công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt đã đầu tư xây dựng một công viên hoa phục vụ festival. Để kịp đón khách trong những ngày tới, công ty đã đầu tư 3 tỷ đồng để triển khai các công việc từ 3 tháng trước. Thông qua các cái kỳ festival này và qua cái đợt triển lãm này thì chúng tôi giới thiệu cho du khách được các cái sản phẩm tham nhập vào cái sản phẩm quà lưu niệm cho đối tượng du lịch. Theo ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm nay, nguồn kinh phí cần cho Festival Hoa lần này khoảng 40 tỷ đồng, trong đó kinh phí huy động từ các nguồn xã hội hóa chiếm khoảng 90%. Tỷ lệ nguồn vốn xã hội hóa tăng đều. Qua mỗi kỳ tổ chức Festival Hoa, nguồn ngân sách nhà nước dành cho sự kiện này lại giảm đi. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hiệu quả và thành công của Festival Hoa. Đặc biệt là gì các doanh nghiệp, nhân dân địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp trồng hoa thì tài trợ bằng chính sản phẩm hoa của mình. Thông qua cái việc mà tổ chức xây dựng những cái tiểu cành hoa, rồi tổ chức đầu tư nâng cấp chỉnh trang những cái khu điểm du lịch để tạo thành một cái sản phẩm hoa hưởng ứng, không chỉ hưởng ứng cho cái festival hoa mà còn là một cái điểm đến, một cái sản phẩm mới cho du khách khi tới tham quan cái khu điểm của mình. Một kinh nghiệm được rút ra sau các kỳ tổ chức festival hoa tại Đà Lạt, việc phát huy vai trò của người dân và các tổ chức tham gia các sự kiện của festival đã giúp cho nội dung cũng như hình thức của các hoạt động trong khuôn khổ festival phong phú hơn. Bản thân người dân và các tổ chức nhận thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc cộng đồng trách nhiệm để festival hoa diễn ra thành công. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự ngày 13 tháng 12 đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Trường Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.